Tuyết Nhung ở đang ở tại Pháp hội Phật Tam Châu Âu A Di Đà Phật. Và tiếp theo nữa là nhóm cộng tu Thạch Linh cũng là đạo tràng Tùy Duyên Hà Tĩnh, xin chư vị chuẩn bị âm thanh A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy Diệu Âm, cho con hỏi một câu. Có được vãng sanh hay không là quyết định ở niệm sau cùng phải là niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương. Vậy làm thế nào để niệm sau cùng trước khi tắt hơi là niệm Phật? Con xin tri ân và cảm niệm công đức của lão cư sĩ ạ. A Di Đà Phật. A Di Di Đà Đà Phật. Phật. Đầu tiên xin Tuyết Nhung kết hợp chặt chẽ với đạo tràng Âu Châu đúng không? Ngày đêm niệm Phật. Phải niệm Phật cho thuần, niệm Phật cho thành, niệm Phật cho chuyên. Để sau cùng mình quên hết tất cả những câu A Di Đà Phật cầu vãng sanh vẫn còn nhớ. Và chắc ăn hơn, đừng thấy mình niệm Phật có vẻ tốt, nghĩ rằng là lúc lâm chung mình sẽ niệm Phật ngon lành như bây giờ. Vậy thì làm sao chắc chắn lúc lâm chung mình niệm được câu A Di Đà Phật? Thì dám bày cho Tuyết Nhung một cái kế nữa là kết hợp với đạo tràng, nhất định lắng nghe những lời của ban hộ niệm hướng dẫn, nghĩa là muốn chắc chắn hơn để mình niệm được câu A Di Đà Phật mà đi vãng sanh, thì những lời khuyên những bạn đồng tu đến bên cạnh hộ niệm cho mình là điều tối quan trọng, không thể thiếu đối với một người phàm phu. Nhất định không bao giờ nghĩ rằng mình hôm nay niệm Phật giỏi thì lúc lâm chung mình cũng niệm Phật giỏi như vậy. Không đâu, không đâu. Lúc lâm chung như rơi vào trong ác mộng, từng cơn ác mộng liên tục đến với người sắp xả bỏ báo thân. Những cơn ác mộng hãi hùng này nó làm cho mình quên hết tất cả, chỉ còn nhớ sợ, nhớ hoảng, nhớ kinh hoàng, nhất định rơi vào những cảnh huyễn mộng mà lạc đường. Vậy thì muốn được niệm chắc chắn câu A Di Đà Phật trước sau sau trước vẫn là phải kết hợp với ban hộ niệm, nhờ ban hộ niệm nhắc nhớ hướng dẫn ở sát bên cạnh mình, gỡ rối cho mình, chỉ điểm cho mình, giải quyết cho mình, thì mình sẽ niệm được câu A Di Đà Phật dễ dàng để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc vậy. A A Di Di Đà Đà Phật. Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con vô cùng hoan hỷ thành kính tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm.